Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, như vậy là ông Táo cũng đã chào trời và Tết năm Nhâm Dần ở Việt Nam đã chính thức khởi động. Qua mạng xã hội chúng tôi cũng được biết rằng về Việt Nam trong Tết này thì có phần đón xuân kém vui. Như quý vị đã biết, qua 2 năm đại dịch Covid-19 đã gây rất nhiều thiệt hại về người và của đối với người Việt Nam. Đó là lý do khi Tết năm Nhâm Dần mà người ta nói trẻ thành dân nhầm, đặc biệt đối với cái đại án lừa đảo Việt Á mà ban lãnh đạo Đảng sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhân dân. Và thưa quý vị, trong những ngày qua, những cái tin tức liên quan tới cái đại án Việt Á dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã yêu cầu các cơ quan báo chí và truyền thông của nhà nước tuyệt đối không được đưa tin. Những điều đó cho thấy vụ đại án lừa đảo Việt Á đang có xu hướng chìm xuồng. Và thưa quý vị, có một cái vấn đề chúng ta phải nhìn nhận với nhau rằng trong cái vụ đại án lừa đảo Việt Á liên quan tới một cái chính sách, thậm chí người ta gọi là chính sách diệt chủng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức mong muốn xảy ra tại Việt Nam, và điều đó đã được ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội tiếp tay. Ngoài những điều vừa kể thì quý vị thấy rằng ở đây kẻ thù, hay nói cái khác là cái thế lực thù địch nội bộ, thực sự chính là nắm quan tham lại ngũ, hù nát đông như bầy sâu. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, bọn này chỉ biết khéo chiều lòng ông Nguyễn Phú Trọng và không bao giờ nói những điều thực sự đang xảy ra trong xã hội, có nghĩa là họ không dám nói cho nên cái sự thật. Và đó là lý do cho chương trình bình luận thời sự hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái chủ đề trong bài nói chuyện đặc biệt để trả lời với quý vị một cái câu hỏi: vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hệ thống gian thần hù bại của ông ta phải chịu trách nhiệm với cái đại án lừa đảo Việt Á? Thưa quý vị, như quý vị đã biết, bản thân hệ thống chính trị ở Việt Nam cho tới nay nó đang tối mát đến cùng cực, thì tự cái của nó không thể cải thiện được. Đó là lý do tại sao công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực chất đã bị lạm dụng và chỉ thành công trong cái việc thanh trừng phe phái mà thôi. Và thưa quý vị, đó là những bình luận mà giới phân tích nhiều năm nay đã chỉ ra. Người ta khẳng định cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng trong tư cách người khởi xướng một cái công cuộc đốt lò có thật sự có ý xấu hay không. Tuy nhiên, dưới trên ông Nguyễn Phú Trọng có cả một cái lũ gian thần hù bại câu kết liên thông với nhau, mà cái vụ đại án đại ác Việt Á xảy ra trong những ngày này đã gây bức xúc dư luận ở Việt Nam, khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bừng tỉnh. Và mới đây, trong cái cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương ngày 20 tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng theo giới phân tích đã phải vùi ngùi xót xa thốt ra một cái câu thừa nhận công cuộc chống tham nhũng của ông đã thất bại. Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: sao chống mạnh như thế mà tham nhũng vẫn cứ chờ không biết hổ thẹn là gì cả. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trước đây các lãnh tụ Đảng sản Việt Nam cũng đã đề cập tới cái hiện tượng tham nhũng ở Việt Nam có những dấu hiệu trở thành một cái vấn đề phổ biến trong các lãnh đạo cao cấp. Như cố Tổng Bí thư Đỗ Mười trước đây đã từng nói, như hiện nay đi xin học hay vào bệnh viện thì người dân phải có tính phong bì. Hay cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng phát biểu rằng hiện tượng thoái hóa của cán bộ nhà nước hiện nay nếu có phát hiện ra thì hy sinh đời bố để củng cố đời con. Nhưng có lẽ chính cố Thủ tướng ông Phan Văn Khải, mà theo giới phân tích nói chúng vào cái trung tâm của vấn đề tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, đó là theo cố Thủ tướng Phan Văn Khải: rất nhiều lần tôi nói cả cái hệ thống chính trị chứ không chỉ có hệ thống hành chính ở Việt Nam hiện nay. Vấn đề của chúng ta đó là thể chế chính trị có vấn đề, cần phải cải cách, chấn chỉnh, nâng cao năng lực hiệu quả, hiệu lực để chống cho được tham nhũng tiêu cực và nhũng nhiễu. Thưa quý vị, những cái phát biểu vừa kể của cố Thủ tướng Phan Văn Khải được Tạp chí Phát triển Kinh tế số 191 tháng 9 năm 2016 mà chúng tôi dẫn ra. Thậm chí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Đào Đình Bình, một người bị cách chức, đã nói trước Quốc hội rằng
cơ chế hiện nay chúng ta phải lập tức thay đổi. Nếu không thay đổi thì bộ trưởng nào ngồi vào đấy rồi cũng sẽ mắc khuyết điểm. Theo ông Đào Việt Bình, tôi từ chức nhưng các đồng chí sau tôi chắc chắn cũng khó có thể vượt qua. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, các lời bộ trưởng giao thông vận tải sau đó đã dính vào rất nhiều những cái bê bối, nhưng rất may cho họ, các cái bộ trưởng giao thông vận tải được sự che chắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên thoát tội. Điển hình là cái vụ đường sắt Cát Linh Hà Đông. Bộ giao thông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm tại sao cho đến nay. Các lời bộ trưởng bộ giao thông trước đó, kể cả ông Nguyễn Văn Thể hiện nay cũng không bị xử lý. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao tiến sĩ Lê Văn Trần đã nói một cách thực tế và bình dân dễ hiểu hơn, đó là nếu chống tham nhũng chúng ta chỉ trừng phạt thôi thì người này đổ người khác sẽ lên, song cơ chế nếu không thay đổi thì người mới lên sẽ tệ không kém người đã bị đổ trước đây, thậm chí anh bộ trưởng sau còn cáo già hơn anh trước. Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi vừa kể đó là một cái bài viết mà hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị của tác giả nhà phân tích chính trị nổi tiếng Việt Nam ông Trần Văn Chấn, với cái tiêu đề tại sao tham nhũng ở Việt Nam vẫn cứ chờ chờ. Đây là một cái bài bình luận của tác giả mà chúng tôi đánh giá cao. Trước cái phát biểu mới đây nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 20 tháng 1 năm 2022 tại phiên họp thứ 21 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, như quý vị đã biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau hơn 1 tháng mấy cái vụ đại án Việt Á bùng phát và bị Bộ Công an khởi tố bắt giam một số lãnh đạo, thì ông Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên xuất hiện trong cái tư cách người chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã đặt một cái câu hỏi: vì sao chống tham nhũng mạnh mẽ như thế, chúng ta xử lý nghiêm nhiều hành vi vậy mà vi phạm vẫn như thế, tham nhũng tiêu cực vẫn cứ chờ chờ, sai phạm xảy ra ngay ở trong quá trình kiểm tra, liệu còn có ai là chỗ dựa, có ai chứng minh cho hành vi tham nhũng tiêu cực ở trong đảng nở rộ như hiện nay hay không? Thưa quý vị, theo tác giả Trần Văn Chánh, ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận thất bại một cái điều lẽ là ai ai cũng trông thấy, chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng là không rõ mà thôi. Cái lời phát biểu chân thành vừa kể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tác giả Trần Văn Chánh đánh giá một nhìn tỏ vẻ kinh ngạc, vừa như có khẩu khí trách oán thở than, mà theo tác giả nghe sao mà đứt ruột não lòng. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi muốn nói với những người vẫn còn tin tưởng và ủng hộ Nguyễn Phú Trọng, cho rằng chỉ có Nguyễn Phú Trọng mới chống tham nhũng, quý vị hãy lắng nghe cái bài viết này, và chúng tôi tin rằng sau khi nghe cái bài nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi, chắc chắn quý vị sẽ thay đổi về nhận thức của mình. Thưa quý vị, những điều vừa kể đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng thốt ra những cái điều mà theo chúng tôi có thể thể hiện cái tâm thiện chí với cái việc đốt lò của ông mà nhiều người dân Việt Nam ngộ nhận và đánh giá quá cao. Dù rằng Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian và nỗ lực chỉ đạo liên tục trong nhiều năm qua, đặc biệt sau Đại hội 12 năm 2016. Và thưa quý vị, từ lúc ông Nguyễn Phú Trọng còn dùng sức mạnh khỏe và cho đến nay là cái lúc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuổi già sức yếu, lời than thở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là đã thừa nhận sự thất bại của công cuộc chống tham nhũng. Và rõ ràng những điều thở than đó có thể hiện ông Nguyễn Phú Trọng đã mất đi quyết tâm đạt được một cái mục tiêu cao là diệt trừ quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Và thưa quý vị, theo tác giả Trần Văn Chánh cho biết, hiện nay đang có những lời đồn đại cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp rời khỏi chính trường Việt Nam. Và điều đó, theo giáo sư Trần Văn Chánh, điều đó là rất tốt cho tuổi già và sức khỏe của ông. Nó là tin vui đối với vợ, con và các cháu của Nguyễn Phú Trọng. Họ sẽ rất vui mừng khi Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Và nếu như những cái tin đồn này không xác thực thì cũng không sao. Theo tác giả Trần Văn Chánh, trong trường hợp sự ở lại chức vụ thêm một cái thời gian ngắn nào đó của ông Nguyễn Phú Trọng nhằm để góp phần cải cách căn bản thể chế chính trị, chứ chắc chắn không phải mục tiêu để đốt lò. Họ thành trần phe phái vì những lý do vị kỷ. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, cả TV đã giới thiệu với quý vị cách đây gần 1 năm những điều liên quan tới cái việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải ra đi, bởi vì nó có nhiều lý do. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tuổi cao,
ở cái tuổi 79 và rất yếu. Và quý vị theo dõi trên màn hình trình chiếu thì quý vị thấy ông Nguyễn Phú Trọng khó có thể đi lại một cách tự nhiên hay có thể tự đứng lên khỏi chiếc ghế ở bàn làm việc. Và thưa quý vị, trong cái hoàn cảnh hiện nay, đó là ghế ít nhiều thì rõ ràng việc ông Nguyễn Phú Trọng ở lại nhiệm kỳ thứ 3 sau đại hội 13 nó đã ảnh hưởng tới cái quá trình thăng tiến của nhiều quan chức trong bộ máy lãnh đạo. Và đó là lý do người ta mong muốn ông Nguyễn Phú Trọng phải ra đi. Và cơ hội của cái đại án Việt Á là một cái cơ hội vàng để cho người ta có thể đá cái tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về hưu. Tuy nhiên thưa quý vị, theo chúng tôi, việc ông Nguyễn Phú Trọng về hưu không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì thứ nhất, ông Nguyễn Phú Trọng không muốn. Bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng đã gây thủ chuốc oán đối với quá nhiều đối thủ chính trị ở trong đảng, đặc biệt là phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng và một cái kẻ gian hùng thân hiệu đứng ở sau bà Dũng, đó là Nguyễn Văn Hưởng. Mà mới đây ông Nguyễn Phú Trọng đã bằng mọi cách nỗ lực để tống con trai Nguyễn Văn Hưởng là đại tá Nguyễn Duy Lì, phó tổng trưởng tổng cục tình báo Bộ Công an vào tù. Chúng tôi nói những điều vừa kể để quý vị thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng có hạ cánh thì chắc chắn sẽ không an toàn. Và những đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không để cho ông Nguyễn Phú Trọng yên ổn. Người ta sẽ tìm cách thanh toán với ông Nguyễn Phú Trọng những món nợ mà ông Trọng phải trả. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề dư luận xã hội Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, trong khoảng 6 tháng trở lại đây, số lượng những người ủng hộ Nguyễn Phú Trọng đã rời tự do giảm sút một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn còn một số những người mong muốn ông Nguyễn Phú Trọng mạnh khỏe để ở lại tiếp tục đốt lò chống tham nhũng. Bởi vì người ta nói chỉ ông Nguyễn Phú Trọng mới chống tham nhũng một cách tích cực như vậy. Nhưng đến nay, số lượng những người ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng giảm sút một cách nhanh chóng, đặc biệt sau cái vụ đại án Việt Á. Người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng và các cái đồng sự mà ông Nguyễn Phú Trọng bảo kê cho họ phải chịu trách nhiệm trong đại án Việt Á. Ví dụ như Chủ tịch Hà Nội ông Chu Ngọc Anh, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hay Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thanh Long, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, vân vân và vân vân. Và thưa quý vị, dẫu rằng cho đến lúc này ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đưa ra các yêu cầu cho rằng phải có quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, bài bản hơn, hiệu quả hơn, vân vân và vân vân, để tiếp tục chống tiêu cực, nhanh chóng đưa ra xét xử vụ đại án Việt Á trong năm 2022. Thưa quý vị, tại sao đại án Việt Á rất dễ điều tra? Ở đây chúng ta cũng phải thừa nhận nó liên quan tới nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà theo quy định của cái thể chế chính trị Việt Nam đó là những cái lãnh đạo, ủy viên trung ương, thậm chí ủy viên bộ chính trị là những cái trường hợp đặc biệt. Phải có những trường hợp đặc biệt, những cái nghị quyết từ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cho phép thì mới được khởi tố họ. Đó là những cái trở ngại tại sao Nguyễn Phú Trọng phải đặt ra một cái thời hạn dài như vậy đối với đại án Việt Á, trong khi người ta nói cái vụ việc đại án Việt Á nếu làm một cách thẳng thừng, không có sự can thiệp của các tổ chức cũng như cá nhân thì chỉ trong vòng 3 tháng có thể có cáo trạng và đưa ra xét xử. Chúng tôi nói là những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng những phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nó không thực chất, không thực tâm. Dù rồi có những ý kiến cho rằng cho đến lúc này ông Nguyễn Phú Trọng đã nhìn nhận cái công cuộc chống tham nhũng của ông không đạt được một cái kết quả như ông muốn, thì dù ông Nguyễn Phú Trọng có nhiệt tâm hay đi chăng nữa, nhưng theo tác giả Trần Văn Chánh, một trong những cái nguyên nhân mà công cuộc chống tham nhũng nói chung hay cái việc lãnh đạo nhà nước Việt Nam kể từ năm 2016 cho tới nay với một cái kết quả được cho là thụt lùi rất nhiều, và nguyên nhân theo giáo sư Trần Văn Chánh đó là những cái hiểu biết rất yếu kém về mặt chính trị và bất cận nhân tình về cái thực tế cuộc sống xã hội hiện nay. Và Nguyễn Phú Trọng nói như một con vẹt. Theo giáo sư Trần Văn Chánh, chính trị nói ở đây phải hiểu theo nghĩa một cái hệ thống tư duy kiến thức để điều hành quốc gia, chứ không phải là những cái thủ thuật hay những cái biện pháp mang tính chiến thuật mà Nguyễn Phú Trọng đang làm hàng ngày.
những cái điều đó nó chỉ nhằm giải quyết những cái vụ việc cụ thể từng ngày liên tục phát sinh mà thôi. Hay nói một cách khác, theo giáo sư Trần Văn Khánh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thiếu cái tầm, mà còn thiếu tầm nhìn sâu rộng quán xuyến trong mọi vấn đề trị nước, thì làm sao có thể lãnh đạo thành công, làm sao cho lòng người quy về một mối và ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng một cách tuyệt đối. Giáo sư Trần Văn Chánh đã chỉ ra những cái bất cập nhân tình vì không đi sát với dân. Mỗi năm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ xuất hiện 1-2 lần trong vài chục phút, gọi là để tiếp xúc cử tri, mà để nghe chủ yếu những cái lời ca tụng. Những đại diện cử tri phát biểu đối với Nguyễn Phú Trọng là đã được chuẩn bị sẵn với những cái lời mà người ta chép sẵn ra giấy để buộc các cái cử tri phải nói ca ngợi. Và đó là lý do vì sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không hiểu tâm lý những âm mưu quỷ quế của cái bọn sậu, đó là những cái thuộc hạ thân cận. Theo giáo sư Trần Văn Chánh, bây giờ bọn này nó đã trở thành cái lũ âm bình bất trị mà người đời gọi là đông như một bầy sâu. Những cái kẻ đó không thể không nhắc tới trợ lý Tổng Bí thư ông Hồ Mẫu Ngoạc, một người nổi tiếng là trùm tham nhũng và chạy án, chạy chức chạy quyền. Những cái điều vừa kể đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ không hề trang bị cho bản thân ông ta những cái điều kiện đầy đủ để trở thành một cái lãnh tụ chính trị. Một cái điều cơ bản nhất, thưa quý vị, theo giáo sư Trần Văn Chánh, mà trước đây nhiều lần chúng tôi đã nói quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng không có tinh thần của một cái người có học, đó là không chịu đọc sách. Theo giáo sư Trần Văn Chánh, lẽ ra một người đứng đầu đảng như ông Nguyễn Phú Trọng phải có một cái thói quen đọc sách, đọc thật nhiều để am hiểu các cái vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa cũng như xã hội. Cộng với cái việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bận rộn suốt ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ lo hội họp, nghe báo cáo và sửa đổi các câu chữ của nghị quyết, đưa ra những cái văn bản quyết định mới, xử lý các cái vụ việc rắc rối, những tranh chấp trong nội bộ. Đó là những cái công việc sự vụ lẽ ra không cần phải tập trung nhiều thời gian. Đó là lý do theo tác giả, lời phát biểu hay những cái bài viết đăng báo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường rất công thức, giáo điều, thậm chí nghe đến buồn cười. Đọc những cái bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà cảm thấy tội nghiệp cho ông ta, bởi vì quanh đi quẩn lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dẫn vài câu chuyện kiều, lời dạy của ông Hồ Chí Minh, nhất là chủ nghĩa Mác Lênin. Mà theo tác giả Trần Văn Chánh, toàn những cái điều giáo điều hóa theo hướng nặng về cái việc đấu tranh giai cấp qua các cái bậc tiền bối ngoại lai, đó là Stalin, Mao Trạch Đông. Với những tài liệu được Viện Triết học Việt Nam và một số tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc Hội đồng Lý luận Trung ương viết sẵn vào Nguyễn Phú Trọng, đọc ra một cách vô hồn. Những điều vừa kể để cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thiếu những yếu tố của một lãnh tụ xuất sắc, một lãnh tụ tài năng. Điều mà giáo sư Trần Văn Chánh khẳng định, ông Nguyễn Phú Trọng muốn chống tham nhũng thì cái đức liêm khiết thì ông phải đọc nhiều, học nhiều hơn. Ông Nguyễn Phú Trọng phải đọc những cái thông tin đa chiều, những cái thông tin cả đông cả tây, cả kim cả cổ, cũng như Nguyễn Phú Trọng phải tham khảo cách làm của các lãnh tụ khác, của các quốc gia khác trên thế giới, chứ không chỉ gập hồn theo một cái kịch bản của Trung Quốc chuẩn bị cho ông theo kiểu đả hổ diệt ruồi. Ngoài ra, Nguyễn Phú Trọng chỉ biết một cái điều, đó là chăm bẵm chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là những cái điều người ta đã vứt vào sọt rác, đã vốn rất nhiều những cái việc lạc hậu mà không hợp thời. Thưa quý vị, nói về thì tư duy xã hội ở Việt Nam hiện nay trong vấn đề học thuật, nếu có điều kiện chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một cái đánh giá của một học giả người Nhật Bản nói về cái việc đạo văn ở Việt Nam trong các luận án hiện nay. Mà theo tác giả Trần Văn Chánh, nếu so sánh cái thời đại hiện nay, thời đại Hồ Chí Minh với cái thời đại dưới thể chế chính trị của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, theo giáo sư Trần Văn Chánh, tôi đã có dịp đọc một số luận văn của các sinh viên cao học thời trước năm 1975 nói về cái đề tài tham nhũng.
trong các cái luận văn đó, những cái sinh viên họ trích dẫn những cái thư tịch của thế giới rất phong phú, nhiều kinh nghiệm và các cái vấn nạn được nêu ra để làm sáng tỏ. Đó là những cái điều mà hiện nay các cái lãnh đạo cộng sản Việt Nam, các nhà chính trị Việt Nam ít ai họ có thể thực hiện được như vừa kể, bởi vì họ ít chịu nghiên cứu sâu vấn đề tham nhũng, mà họ chỉ biết sơ sơ 5-3 điều, không vượt qua cái việc triển khai học thuật cũng như triển khai các cái bản nghị quyết xây dựng bởi một cái kẻ giáo điều thậm chí đã thành tật, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là một cái tình trạng yếu kém chung của hầu hết các cái lãnh đạo Việt Nam hiện nay, mà theo giáo sư Trần Văn Chánh, nếu không muốn nói là tất cả các nhà lãnh đạo cao cấp nhất ở Việt Nam hiện nay, vì họ có lập ra những cái phòng ban truyền tập hợp sách báo của muôn phương về dịch ra tiếng Việt để họ nghiên cứu, nên có lẽ họ ít thời gian để đọc và suy ngẫm. Kể cả việc họ nghiên cứu không phải để học hỏi hay cầu tiến bộ, mà chỉ là tìm ra các cái biện pháp đối phó với những thứ họ cho rằng đó là những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Và điều đó, theo giáo sư Trần Văn Chánh, nó chính là một cái bi kịch của dân tộc Việt Nam hiện nay, đang được dẫn dắt bởi một cái đám bù tịt những cái kiến thức căn bản nhất về triết học, văn hóa, lịch sử, tâm lý xã hội, vân vân và vân vân. Hoặc cũng là những cái kiến thức cần thiết loại này, nhưng các cái viện nghiên cứu viết ra cho các lãnh đạo Việt Nam đọc trong suốt một cái thời kỳ dài tăm tối của chủ nghĩa giao điều kiểu Mao Trạch Đông. Theo tất cả một cái điều quan trọng hơn, đó là hiện nay ở Việt Nam, đặc biệt trong hệ thống chính trị, không ai dám tự do suy nghĩ phát biểu chính kiến một cái trung thực, bởi vì họ sợ bị các đồng chí rình rập bắt bẻ về quan điểm lập trường tư tưởng, đặc biệt là Nguyễn Phú Trọng, kể cả đối với những cái cán bộ lãnh đạo rất cao cấp. Và theo giáo sư Trần Văn Chánh, đây là một cái đại bi kịch của thể chế chính trị Việt Nam hiện nay. Theo giáo sư Trần Văn Chánh, một ông nguyên là thường trực ban bí thư Trung ương, không hề đọc các cái thông tin trên các trang mạng xã hội, mà hàng ngày ông này chỉ đọc báo Nhân Dân và xem các chương trình VTV. Đó là lý do ông nguyên thường trực ban bí thư này kể lại ông có đọc hai cuốn sách do các thế lực thù địch viết về dự báo tương lai không mấy sáng sủa của thế giới cộng sản. Ông đều đọc chủ yếu để tìm cách ngăn ngừa không để cho chế độ bị sụp đổ như ở Đông Âu hay Liên Xô. Mà theo giáo sư Trần Văn Chánh, ông này là một cái dạng còn chịu khó tìm hiểu, người đó chính là cựu thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng. Đó là lý do tại sao Trần Quốc Vượng đã có những cái phát biểu chấn động rằng không có kẻ thù nào mang xe tăng, mang đại bác sang lật đổ chúng ta, mà chủ yếu công tác nhân sự hiện nay làm rất kém cỏi, đã tạo ra và tự chúng ta làm cho chế độ sụp đổ, chứ không có bàn tay nào khác. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, đó là do tại sao thường trực ban bí thư ông Trần Quốc Vượng, một người ứng cử viên số 1 cho chức vụ tổng bí thư đại 13, đã bị ông Nguyễn Phú Trọng đá đít để ông Nguyễn Phú Trọng ngồi thêm một cái nhiệm kỳ nữa. Chúng tôi kể ra những cái điều vừa kể để quý vị thấy các lãnh đạo Việt Nam hiện nay trong thời đại bùng nổ thông tin, vậy mà họ không chịu tìm hiểu, không biết sử dụng máy tính, không biết sử dụng smartphone. Đó là những lý do tại sao các lãnh đạo Việt Nam hiện nay họ không đủ kiến thức để điều khiển, điều hành đất nước, chỉ đạo cấp dưới, quản lý điều hành xã hội. Thậm chí kể cả cựu thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng là một trong những đại thần ở trong triều đình Nguyễn Phú Trọng, một người được cho là chịu khó tìm hiểu mà vẫn bị hạn hẹp trong cái tư duy thay đổi. Khi thử hỏi những cái kẻ cấp dưới làm việc xung quanh Trần Quốc Vượng lúc ông Trần Quốc Vượng còn đang ngự trị trong triều đình cộng sản, thì những cấp dưới của ông sẽ ra sao? Theo giáo sư Trần Văn Chánh viết đến đây, tôi thật là buồn. Các lãnh đạo cấp cao của nhà nước Việt Nam không có tinh thần học hỏi, không có tinh thần cầu tiến, họ chỉ ham thích chức quyền một cách thiếu chính danh. Và điều đó so sánh với các triều đại phong kiến trước đây thì còn thua rất xa. Tuy nhiên, theo giáo sư Trần Văn Chánh, có lẽ chúng ta cũng phải thông cảm, bởi vì những cái lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay cũng như các cái vị đồng lưu khác trong hệ thống chính trị toàn trị ở Việt Nam
tới ngày bắt buộc họ phải lo hội họp. Họ đọc, nghe báo cáo, xử lý những cái vụ việc thường vụ, đứng tối mắt tối mũi, thì thường hỏi họ thời gian đâu, để họ tìm hiểu biết những cái chuyện trên trời dưới biển. Đó là lý do hầu như không có ai, không có một cái học thuyết tư tưởng này mới nào ở trong đảng. Một cái vấn đề người ta quan liêu tới mức người ta không hiểu dân tình ở Việt Nam đang sống ra sao, bọn quan tham cấp dưới nó quậy đến cỡ nào, mà theo giáo sư Trần Văn Chánh có nghĩa chắc cú 100% rằng các lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay họ không có khả năng đưa ra các quyết sách để điều hành xã hội một cách hữu hiệu và chống được quân nạn tham nhũng. Bình luận về cái việc ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn lời là các cái thành tích chống tham nhũng, nào là điều tra được mấy nghìn vụ, nào là bắt bao nhiêu bị can, nào là khởi tố bao nhiêu các ủy viên trung ương và cựu viên bộ chính trị, song ít ai quan tâm đó là một cái điểm nổi bật là trong cái cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng đã khởi tố mấy nhiều vụ án, mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can là các cán bộ cao cấp cả đời trước và nghỉ hưu. Thậm chí có 10 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Trong nhiệm kỳ đại 12, có 19 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý hình sự. Thưa quý vị, ở đây cũng phải nói thêm một cái vấn đề một số người cho rằng những cái di sản tham nhũng ở Việt Nam hiện nay là do cái thời mà ông Nguyễn Tấn Dũng trong cương vị Thủ tướng Chính phủ để lại. Thưa quý vị, chúng tôi thừa nhận ông Nguyễn Tấn Dũng buông lỏng quản lý, đặc biệt là cái chính sách biến các cái tập đoàn kinh tế nhà nước trở thành các quả đấm thép đã gây ra thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế đất nước. Và thưa quý vị, chỉ riêng tập đoàn Vinasin đã làm thất thoát lỗ lá ngân sách cùng là tới 6 tỷ đô la Mỹ trong thời gian chỉ có hơn 3 năm. Và thưa quý vị, đó là một quả đấm thép đã tạo ra những thất bại như vậy. Tuy nhiên thưa quý vị, chưa bao giờ một cái hệ thống chính trị lại tham nhũng đầy rẫy dưới cái thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt nó tác động tới đời sống xã hội trực tiếp đối với người dân hiện nay. Một cái vấn đề mà giáo sư Trần Văn Chánh đặt ra là vậy thử hỏi những cái vụ việc khác chưa bị lộ thì sao? Hơn thế nữa, lộ hay không lộ trong lúc này nó tùy thuộc phần lớn vào cái tình trạng đấu đá quyền lực giữa các cái phe nhóm, giữa các cái nội bộ các quan chức tranh giành chức quyền, họ vạch mặt nhau ra giữa các cái phe nhóm chính trị hay nhóm lợi ích đã chia quyền tham nhũng. Và đó là một cái điều may mắn người dân ở ngoài xã hội còn được biết, chứ người ta không đấu đá, người ta không tranh chấp thì người dân ở bên ngoài khó có thể biết được những cái vụ tham nhũng lớn, đặc biệt như cái vụ án Đại Á. Nếu không như có cái vụ liên quan tới bữa tiệc thịt bò rát vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm và cái sự giận dữ của Bộ trưởng Công an Tô Lâm thì làm sao người dân có thể biết được, trong khi hệ thống báo chí công khai ở Việt Nam hiện nay thì gặp rất nhiều những sự cấm đoán của Ban Tuyên giáo Trung ương. Và thậm chí kể cả người dân cũng như các cái nhà báo, ai sử dụng mạng xã hội để nói bậy rất dễ bị rút phép thông công, thậm chí bị ngồi tù vì bị cho là các thế lực thù địch chủ mưu xúi dục. Và thưa quý vị, đó là cái tình trạng trong ngày hôm qua hàng loạt những trang Facebook có đánh dấu kích sành, có cái số lượng người theo dõi hàng trăm nghìn thậm chí cả triệu người của các cái nhà báo nổi tiếng như bà Vũ Kim Hạnh, đại tá công an Nguyễn Như Phong, nhà báo Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ vân vân và vân vân, đã bị thế lực lãnh đạo Việt Nam tác động về mạng xã hội Facebook xóa sổ, mà người ta gọi vì là bị đẩy ra đảo. Chúng tôi kể những cái điều đó để quý vị thấy liên quan tới cái đại án Việt Á, những ai liên tiếp đã bị xử lý. Trở lại cái câu chuyện chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo giáo sư Trần Văn Chánh, còn có cái dạng tham nhũng cỏ con phổ biến dưới cái dạng lót tay phong bì bồi dưỡng hay biếu quà cáp. Bây giờ, đặc biệt trong cái giai đoạn 12 năm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đất nước, bây giờ nó trở thành một cái dạng văn hóa mới của người Việt Nam, đó là cái gì cũng phải phong bì hối lộ. Điều đó nó làm cho dân khí hèn đi. Điều đó nó chứng tỏ rằng ý thức của người Việt Nam hiện nay cũng sa sút rất nhiều, mà chỉ có một cái công cuộc cải tạo văn hóa giáo dục lâu dài trên nền tảng của một cái việc dân chủ hóa đất nước
một cách toàn diện đời sống xã hội mới có thể hy vọng khắc phục được dần dần. Thưa quý vị, người ta cứ nói ai cũng thế, ở đâu cũng thế. Thưa quý vị, không phải. Quý vị hãy nhìn lại trước đây khoảng 20-25 năm, một cái tình trạng sử dụng phong bì nó không gần rộ, nở rộ như hiện nay. Và thậm chí các thầy cô giáo, các cái bác sĩ bây giờ cũng vòi vĩnh. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy là công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay nó chịu nhiều tác động từ nhiều hướng, nhiều phía, nhiều vấn đề trong xã hội. Nó làm cái vấn đề rất khó và rất dễ bị lạm dụng. Và thưa quý vị, lời này người ta vẫn nói công cuộc đốt lò Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực chất làm cái công cuộc hành trình phe phái, mạnh được yếu thua. Và điều đó đã gây ra mất đoàn kết, làm cho bộ máy cầm quyền ngày càng trở nên suy yếu, thậm chí đi đến chỗ bất lực. Những điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng trong thực tế chứng tỏ dưới cái sự lãnh đạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng trung ương, thì chống tham nhũng càng chống càng tăng về quy mô cũng như tính chất, đặc biệt lúc biểu hiện dưới những cái hình thái được cho là ngày càng hung hãn, kịch liệt, tinh vi, nó làm cho mọi người chênh hưởng nhiều hơn. Và đó là lý do tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 20 tháng 1 vừa qua đã phải công khai thừa nhận và than thở những cái điều thất bại của ông. Mà theo giáo sư Trần Văn Chánh, những cái thứ mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi là nghị quyết Đại hội 13 chẳng qua nó chỉ là cái mớ giấy lộn, đáng lẽ là phải vứt đi và xọt rác, bởi vì những cái báo cáo chính trị của các kỳ đại hội các ông chỉ có sửa đi sửa lại những cái luận điệu cố rích vô bổ mà những cái bậc thầy cộng sản như Lenin đã từng nói. Điều này được trích trong cái cuốn Về chủ nghĩa quan liêu, nhà xuất bản Sự thật, khi Lenin khẳng định rằng nếu người ta còn có thể hối lộ được thì người ta cũng không có cái điều kiện tối thiểu để làm chính trị. Vì khi đó, theo Lenin, mọi biện pháp, pháp lệnh, nghị quyết nó đều trở thành những tấm giấy lộn và lơ lửng trên không trung mà thôi. Thực hiện những điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, họ sử dụng một cái bộ máy mục nát thối rữa đến cùng cực để xử lý các tình trạng mục nát tức quốc nạn tham nhũng hiện nay. Theo tác giả Trần Văn Chánh, về mặt logic nó là một cái điều không giống như người ta, và ông Nguyễn Phú Trọng không thể ngự nắm tóc bay lên khỏi mặt đất hay như một cái con bệnh yếu nhất sắp chết. Nguyễn Phú Trọng không thể tự mình đứng dậy được, vậy mà phải cần đến một cái ngoại lực. Ngoại lực đấy đó là phương hướng chữa trị mới với liều thuốc mới đủ mạnh để vực dậy con bệnh trong cơn hấp hối, đó là thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay. Mà theo giáo sư Trần Văn Chánh, điều này nó có nghĩa là tất cả cái giải pháp mang tính nửa vời, thậm chí là vá víu do chính quyền Cộng sản Hà Nội đưa ra gần đây, như đã thấy và như mới bổ sung tại phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng ngày 20 tháng 1 năm 2020 vừa qua. Dù nó còn được xuất phát từ thiện chí, từ cái thực tâm của Nguyễn Phú Trọng thừa nhận công cuộc chống tham nhũng thất bại, nhưng về bản chất nó không có cái điều gì mới mẻ cả. Và một cái điều chắc chắn, nó không thể đạt được những cái hiệu quả tích cực hay mang lại một cái niềm hy vọng nào, bởi vì cơ bản vẫn chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. Theo tác giả giáo sư Trần Văn Chánh, một khi bản thân hệ thống nó đã thối nát đến cùng cực thì tự nó không thể cải thiện được, và cái việc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì vậy thực chất đã bị lạm dụng và chỉ thành công trong cái việc thành trình phe phái mà thôi. Cho dù ông Nguyễn Phú Trọng, một người chủ sứ của cái công cuộc đốt lò, có thật sự có ý xấu hay ý tốt, bởi vì dưới trên của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đó là cả một cái lũ bộ rộng gan thần hù nát, chúng đã câu kết liên thông với nhau. Mà cái vụ đại án đại ác Việt Á xảy ra trong những ngày này đã gây cho bức xúc dư luận xã hội Việt Nam, là một cái ví dụ vô cùng sinh động cụ thể để khiến cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải bùi ngùi xót xa cốt làm câu, đó là tại sao chúng ta chống tham nhũng mạnh như thế mà chúng vẫn cứ chờ chờ ra không biết hổ thẹn là gì cả. Theo giáo sư Trần Văn Chánh, ở một cái mặt khác cũng cần xét cái câu chuyện chống tham nhũng
Vậy mà tại sao không thu hồi được tài sản tham nhũng? Mà Nguyễn Phú Trọng lại yêu cầu những cái tiền bạc tài sản thu hồi được là những cái điều đưa vào bí mật nhà nước. Và đó là lý do dư luận xã hội và người dân không thể hiểu tài sản thu hồi tham nhũng được bây giờ đang nằm ở trong tay ai. Và đó là lý do tại sao 3/4 đại biểu Quốc hội Việt Nam đã không đồng ý với cái phương án thu hồi tài sản tham nhũng được cho là những điều bí mật. Theo giáo sư Trần Văn Chánh, nói về lý do tại sao các đại biểu Quốc hội Việt Nam không chấp thuận và không đồng tình với cái cách chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, theo đó điều này nó dễ hiểu, bởi vì Quốc hội dù là một cái cánh tay nối dài của chính quyền tham nhũng cùng nguồn gốc với bản chất quyền an như nhau, nhưng rõ ràng người ta có những cái bất đồng về quyền lợi trong số tài sản thu hồi. Trong khi một số công dân ngoài xã hội tích cực, có hiểu biết, dám mạnh dạn phê phán chế độ để đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa họ vào tù. Đó là những nhà báo như Phạm Đoan Trang, Gia Đình và Cấn Thị Thêu, vân vân và vân vân. Theo tác giả, ông Nguyễn Phú Trọng suốt năm bàn chuyện chống tham nhũng, chống hoài, chống mãi, không có hồi kết. Mà cái câu chuyện chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nó như một cái bộ phim truyện dài nhiều tập mà người làm phim không cho khán giả biết trước bộ phim có hết thảy bao nhiêu tập. Biến kế hoạch quốc gia tốt đẹp chống tham nhũng to lớn trở thành một cái trò hề chính trị với những diễn viên là những cái cán bộ chức quyền, trong khi thường dân chỉ được đứng xem với những cái lắc đầu vô vọng và chán nản. Và thưa quý vị, theo giáo sư Trần Văn Chánh, chống tham nhũng khó quá, ông Nguyễn Phú Trọng và các cái đồng đảng của ông đã nghĩ tới cái chuyện phải kiểm kê tài sản cán bộ. Nhưng việc này cũng không khả thi để thực hiện ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao cố Thủ tướng Phan Văn Khải trước đây vào năm 2004 đã từng nói trước diễn đàn Quốc hội rằng khi đề bạt cán bộ thì bắt kê khai tài sản, nhưng họ rất khôn khi họ để cho vợ con họ đứng tên. Thành ra đặt vấn đề thu hồi tài sản bất chính làm cái điều rất khó. Và đó là lý do Phó Thanh tra Chính phủ ông Vũ Phạm Quyết Thắng trước đây cũng đã có những cái kinh nghiệm rất nhiều về việc này nên đã phát biểu: nếu bây giờ kê khai tài sản nhiều công chức đang có sẽ hóa ra không có tài sản vì họ sẽ gửi cho con cháu, vợ con, thậm chí người ngoài hết rồi. Và thưa quý vị, theo tác giả Trần Văn Chánh, bản thân Nguyễn Phú Trọng cũng không ủng hộ, lấy lý do rằng việc kê khai tài sản nó ảnh hưởng tới những thông tin cá nhân và đời tư của lãnh đạo. Trong khi những vị đã biết, thực tế đã cho thấy thì cách kê khai tài sản do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng thông qua các chỉ thị, các nghị định đã ban hành không phải là một cái biện pháp cơ bản khả thi trong điều kiện tham nhũng đặc biệt ở Việt Nam như hiện nay. Mà theo tác giả Trần Văn Chánh, mà sự vô hiệu trên thực tế làm cái nghị định số 130 năm 2020, nghị định chính phủ về cái vấn đề kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ cũng như quyền hạn, nếu chỉ đọc thì rất mê, bởi vì ai cũng tin là sự thật. Tuy nhiên nếu đưa vào thực tế áp dụng cho việc chống tham nhũng thì hoàn toàn bất khả với những tình trạng được miêu tả như vừa kể. Theo tác giả Trần Văn Chánh, chúng ta cần phải thẳng thắn nhận định rằng nếu cứ tiếp tục chống tham nhũng bằng cái biện pháp cũ thông thường, đó là thông qua cái việc học tập nghị quyết, học tập tấm gương lãnh tụ, hay phê bình, kiểm điểm, thanh tra, kiểm tra, cảnh cáo, kỷ luật, đình chỉ công tác, thậm chí bắt bớ, tù đày, nên nạn tham nhũng ở Việt Nam vẫn khó bị đẩy lùi nếu như một cái điều căn bản hòa thì toàn bộ cái hệ thống chính trị kinh tế do đặc điểm và khuyết tật ở bên trong của nó, đó là miền đất hứa cho cái tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam phát sinh và nảy nở. Nó không được điều chỉnh một cách đúng mức cần thiết. Theo tác giả Trần Văn Chánh, muốn chống tham nhũng cũng có những cái khó khăn như chống lại bệnh tật hay bệnh nghèo khó, bởi vì nó luôn luôn vướng phải cái vòng luẩn quẩn, đó là muốn làm được việc gì cũng cần phải có một chính phủ lành mạnh, trong khi chính phủ đó ở Việt Nam hiện nay đang bị nghiền nát do chính những bệnh tham nhũng trong số cán bộ lãnh đạo cao cấp hiện nay ở Việt Nam.
có một số người tốt, xong một số đông đó là những cái thành phần không tốt. Họ chẳng muốn trong tình trạng hỗn loạn về các phương diện luật pháp hành chính sớm được chấm dứt. Thậm chí họ nỗ lực duy trì một cái hệ thống chính trị lạc hậu cổ hủ ở Việt Nam hiện nay. Bởi vì thể chế này mà sửa đổi thì họ không có cơ hội kiểm tra. Một cái ví dụ cho thấy rất rõ điều vừa kể, đó là tình trạng tham nhũng liên quan tới đất đai là một vấn đề trầm trọng nhất trong vấn đề tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Vậy mà có một cái chuyện rất nhỏ, luật đất đai sửa đổi thì sẽ chấm dứt được cái vấn nạn này. Vậy mà tại sao luật đất đai ở Việt Nam thế bàn tới sửa đổi thì họ cứ lùi nữa và lùi, không biết lùi tới bao giờ, chứ họ dứt khoát không cho chịu thông qua. Theo giáo sư Trần Văn Chánh, một cái ví dụ khác đó là luật biểu tình. Họ cũng lần nữa và không cho phép áp dụng, dù rằng hiến pháp khai sinh ra nước Việt Nam Cộng Hòa, đó là hiến pháp năm 1946, đã ghi rõ điều vừa kể. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.